Xin chào mọi người. Xin chào mọi người đến với kênh Vân Chiêu Cho sống ở USA. Hôm nay mình thu hoạch cải thảo, bắp cải thảo mọi người. Đây là bắp cải thảo của nhà mình nè. Hôm nay mình sẽ thu hoạch. Bây giờ mà mình không thu hoạch là nó sẽ bị hư hết mọi người. Mình mới tưới nước, mình kiểm tra là ở bên đó nó hư 4 bắp. 4 bắp ở bên đó. Bây giờ mà mình phải hái vô thôi. Mình mà không hái vô là nó sẽ hư hết. Cho nên bây giờ là mình sẽ thu hoạch hết tất cả. Cái phần nào mình cho chị em thì mình cho, còn cái phần nào ở nhà mình thì mình sẽ làm kim chi. Đây là mình từ nãy giờ mình thu hoạch ở đây mọi người. Nếu mà mình không thu hoạch là nó sẽ bị hư hết vậy nè mọi người. Còn ở bên đó là mình thu hoạch được 4 bắp rồi, 5 bắp rồi. Bây giờ mình sẽ thu hoạch tiếp. Mọi người cùng mình thu hoạch nha. Hai mọi người. Ok, mình đi dài dài vô trong đây mọi người. Đây mọi người, đây là cái bắp cải thảo nhà mình nè. Bây giờ là mình bắp cải thảo thì mình có thể là, nếu mà mình làm kim chi thì mình có thể lấy cái này làm cũng được mọi người. Nhưng với mình thì nó quá nhiều cho nên là mình sẽ bỏ đi. Với mình thì ở nhà mình ăn cũng không có bao nhiêu hết cho nên là mình sẽ bỏ cái đó đi. Đây là bắp cải của nhà mình mà mình hoàn toàn không xịt thuốc mọi người. Mình không có xịt thuốc nha. Với mình là cái nào ăn được mình ăn, còn ăn được mình bỏ. Đây, một bắp bự bỏ hết còn như đây mọi người. Còn đây là cái bắp cải này rất là ngon mọi người ha. Mình mà không ăn thì nó hư hết rồi mọi người ơi. Cho nên là mình sẽ bỏ. Đây. Mình á mà không ăn để lâu nữa là nó hư hết, bắp cải nó hư hết giống y vậy luôn nè mọi người.
này nó cũng không có ngon mọi người. Ở nhà mình có một mình làm mà mọi người ơi, cho nên cũng bày ra nhiều là mình mệt nhiều mọi người ơi. Mà nó vui mọi người ơi. Nó như thế này nè, giờ này á đâu có ai đem vô rửa rồi đem cho. Còn mình muốn ăn kim chi thì mình làm. Người Hàn Quốc người ta có thể lấy cái cọng này người ta làm kim chi nè mọi người. Với mình thì nhiều quá ăn cũng đâu có hết đâu mà làm. Đó, cái bắp cải này nó ngon lành nè mọi người. Tự nhiên mình thu hoạch rải mọi người, chứ không là cái này là thu hoạch sớm mới đúng. Mình thu hoạch rải nè. Mình tính chờ cháu gái về mới thu hoạch mà cháu gái nó chưa có về. Mà mình ra mình kiểm tra, mình xịt thuốc á. Mình ra mình kiểm tra thì mình thấy nó bị hư nhiều. Cho nên là mình thu hoạch luôn. Bắp này ngon lắm nè mọi người, bắp này ngon nè. Ngon rồi mọi người, cái bắp này quá ngon rồi. Ở nhà em á đồ ăn ăn không có hết mọi người, cá rau gì ăn đâu có hết. Đỡ em nói với ông xã là đừng có mua đồ ăn nữa, đồ ăn ăn không có hết. Rau ở nhà có nè, cá ở nhà bữa hai gì cháo đi câu cá đó, quá trời cá luôn, rau nữa, thịt quá trời thịt. Cho nên là kêu ông xã đừng có mua nữa, mà ổng cứ ở bên đây là thứ sáu là nó sale mọi người, thứ sáu là nó sale là ảnh đi mua. Bây giờ tủ lạnh đầy nhóc hết rồi. Ok, mình làm cái video như vậy chia sẻ với mọi người hôm nay thu hoạch cải thảo. Ok, mình cũng tạm dừng cái video và bye bye mọi người. Ok, bye bye, tạm biệt mọi người.